con rồi. Con ơi, tôi Châu ơi, Truyền ơi, em có ở đây không? Em có bồng con của chị đi đâu không Truyền ơi? Anh Đồng Hồ, anh hãy dậy đi, hãy dậy đi anh Đồng Hồ. Dậy đi. Anh làm gì vậy? Anh đã tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại chưa? Tôi trở lại bồng con tôi theo. Con của tôi đâu? Mẹ tôi Châu của tôi đâu? Anh đã giấu con tôi ở đâu rồi hả? Anh giấu con tôi ở đâu rồi? Tôi Châu, con của tôi, nó lúc nãy nó còn khóc ở trong mà. Bây giờ nó ở đâu? Nó ở đâu rồi? Anh nói đi, anh nói đi. Hồi nãy một bà lão ăn mày. Trời ơi, lúc nãy tôi sai, tôi làm gì? Tôi đã cho bà lão bồng thằng bé đi rồi. Trời ơi, trời ơi, anh không là con người nữa. Anh giết tôi chết đi, Đậu Hồ ơi, anh giết tôi chết đi. Trời ơi, con tôi, con ơi, con đừng có bỏ má con ơi. Con ơi, đừng bỏ má con ơi. Con, trời ơi, con tôi, tôi đã... Đó, con đã nghe hết rồi đó. Con biết không, từ đó Mạnh Ai đã lang thang tìm tung tích Tô Châu. À, có lẽ hai bác của con không ai tìm gặp, nên họ cũng không về căn nhà đó nữa. Dù sao bác Đông Hồ cũng còn một tâm huyết chưa được làm xong. Những trang bản thảo cuối cùng ba muốn thay bác con viết tiếp để đền ơn cứu mạng năm xưa. Nhưng bác ấy muốn nói điều gì mà phải tốn hao nhiều công sức vậy ba? À, bác muốn miêu tả tâm trạng của người khi đối diện cùng cái chết. Bác muốn nó phải sống động. Bác muốn tác phẩm này phải sống mãi với thời gian. Không, con sẽ không để cho ba làm chuyện này đâu. Vì đó chỉ là một việc làm không tưởng. Hoài Thu, ba xin con. Ba, con cũng xin ba. Con quỳ xuống đây, con khẩn thiết, con van cầu ba. Hoài Thu, nếu như ba còn thương cho đứa con khờ thì hãy quên đi cái áo ánh mơ hồ đã từng gây gánh đoạn trường cho một gia đình tang thương. Nếu chỉ quên mình sẽ thành một tài năng thì cuộc đời đâu thiếu bậc vĩ nhân. Vết xe đã đổ một lần, sao ba còn mình dân thân. Ba chỉ muốn hoàn thành tác phẩm bằng chính sức lực của ba. Đó là lòng thành của ba để tạ ơn người đã khuất con à. Ba, ôm, ôm.
Dạ thưa, đồ quỷ sứ nè, làm cái gì mà nhìn người ta dữ vậy hả? Rồi gặp rồi. Dạ thưa ai đó à, tôi phải gọi ai đó bằng cái gì cho phải đạo à? Trời ơi, bộ nhìn vậy cũng thấy sao mơn mởn như đầu tơ chứ. Ngoài tiếng em ra còn tiếng nào xứng hơn để gọi chứ hả? Gọi em sao nghe nhột miệng quá à? Hay là tôi gọi bằng cô đi nghe. Cũng được, cô với em là chú bác họ hàng mà. Vậy bây giờ cô muốn đi đâu? À, anh làm ơn chở Ái Ly vô trong núi đi. Vô trong núi làm gì trọng? Chứ nhiều chuyện quá, làm gì thì kể người ta. Anh sao tò mò quá à? Nói được rồi, đừng có vuốt tôi nhột lắm. Lên xe đi. Từ từ. Rồi đó. Ý, chạy đi. Trời đất, làm cái gì mà ôm tôi chặt cứng vậy? Trời đất ơi, nói chuyện ngộ nha. Đi xe ôm không ôm, chứ đi xe gì mới ôm hả? Thấy ghét quá hả? Ôm cũng vừa thôi, làm gì mà siết tôi muốn nghẹt thở à? Buông ra coi. Trời ơi, cái gì mà không biết, anh này sao khó tính quá hả? Vậy Ali để tay vậy nè, được chưa? Được, ngồi yên tôi chạy nghe. Ê, ê, nhột, nhột. Nè nè, hai cái tay cô làm gì mà kéo lên vuốt xuống, làm tôi nhột cũng chết vậy? Để yên một chỗ không có được sao? Nhột cũng chết. Như vậy mới tình thương mến thương chứ anh. Nè, nếu như cô còn vuốt ve lộn xộn thì xin cám phiền cô đi bộ. Cô đừng làm tôi nổi xung thiên, tôi hất cô lăn tròn dưới đất. Đừng trách sao tôi quá vô tình. Anh quá vô tình nhưng em hữu ý, hai đứa mình cùng đi du hí. Xe của anh em bao hết trọn ngày. Cảm ơn cô à. Lỡ đậu xe lại rồi là tôi muốn xẩu mình rồi. Cô bao trọn một ngày, chắc tôi chết giấc quá. Nè, bây giờ muốn tôi chở thì ngồi đàng hoàng, bằng không á mời cô bước xuống. Nghe không? Thôi được rồi, đàng hoàng rồi nè. Sao anh đẹp trai mà làm giá quá. Lát nữa chưa biết thời em nhỉ. Đừng có lải nhải nữa, tôi chạy à. À, thì tới đi anh, tới đi. Từ từ tôi chuyện tới rồi đó nghe. Tới rồi. Cho em xuống đi anh. Trời đất ơi, mấy đứa quỷ này đâu hết trơn rồi kìa. Nè, cô chờ ai thì cứ đứng đó mà chờ. Trả tiền cho tôi để tôi còn đi đón khách nữa. Thôi, không được đâu. Bỏ em một mình ở đây, em sợ lắm. Nè, làm ơn chờ em lát nữa đi anh. Thôi đi bà, từ nãy giờ tôi nhịn bà nhiều lắm rồi á. Làm ơn trả tiền cho con còn đi làm ăn nữa, bà nội. Cô kìa, chưa gì đã nổi giận rồi à. Muốn nổi giận không? Nhào chứ. Nè con nè, tôi nổi giận nè. Ăn cướp, bỏ người ta ăn cướp. Trời ơi, ăn cướp. Trời, gặp yêu quái, đồ chó. Bỏ người ta ăn cướp. Trả xe lại cho tôi. Kìa, anh có sao không? Trời đất ơi, ở đây vắng vẻ, làm gì có ai cho anh kêu cứu chứ. Anh có sao không vậy anh? Xịt máu mũi nè, không thấy sao mà còn hỏi nữa. Coi kìa, đàn ông con trai gì mà mới bị đánh chảy máu cam là đã khóc rồi. Anh nín đi có được không? Cô ơi, tôi góp đây đâu phải vì bị đòn đau hay cái mũi
đầy máu đỏ. Mà tôi tiếc công lao dưới bao ngày gian khó, giờ vỗ cánh bay đi không hẹn vui sạch. Mơ ước nhỏ nhoi bị người ta đoạt mất, có lẽ từ nay tôi chìm xuống y bụi bùn. Anh đừng có lo gì hết á, anh còn bàn tay và sức lực, anh cứ siêng năng làm việc thì sợ gì không đổi được chén cơm. Mượn tiền mua chiếc xe dơ góp hết, làm ra tiền không đủ trả nợ, chứ đừng có nói chuyện đổi chén cơm. Nếu như anh đã muốn làm một con người thẳng ngay trong sạch thì sẽ không khó khăn nào ngăn được bước chân anh. Tuy rằng chúng ta chỉ mới gặp gỡ vài phen, nhưng tâm sự của anh rời khỏi nơi đây, nhưng vẫn hằng mong có ngày ta gặp lại. Tấm lòng của tôi xin anh đừng nghi ngại, chút nghĩa bạn bè mong anh nhận cho tôi vui. Cô mới đòi kết bạn với tôi, lại muốn cho tôi tiền, bộ cô không sợ tôi tự ái sao? Nếu anh muốn coi tôi là bạn á, thì anh đừng có tự ái nữa. Nói đùa vậy thôi, chứ tôi không nhận tiền của cô đâu. Tôi biết cách xoay sở. Nếu thương tôi, xin cô giúp cho tôi một chuyện nha, được không? Chuyện gì? Anh cứ nói đi. Ây da, cái chân của tôi nó đau quá, đi không nổi nữa. Nhờ cô dìu tôi ra tới đường lộ, tôi sẽ đón xe về nhà, có được không? Thôi được rồi, chẳng những tôi giúp anh mà tôi còn đưa anh về tới nhà thì tôi mới yên bụng được. Vậy thì mình đi. Nữa một lát tao nói cho mày nghe, buông tao ra đi, tao đang tìm đường lánh nạn mà. Buông ra đi, buông em đi. Không buông, vì ba không có ở nhà, bọn anh muốn cho em đồ đi bán hả? Tao thề với mày tao không bao giờ có ý đó. Buông tao ra đi, trời ơi, buông nó, buông mà tao chốt. Chẳng muốn công lao theo dõi mày mấy ngày nay. Cô Trinh, dạ, có phải cái con quỷ cái không? Con quỷ nửa đực nửa cái này nó tính ăn hiếp cô phải không? Cô phụ với tôi, đè nó xuống, cô dằn cho nó một đập cho cô coi. À, dạ, dạ không phải đâu, dạ bác hiểu lầm rồi. Đây là anh hai, anh ruột của con đó. Vậy nó là anh ruột của cô hả? Dạ. Nghe rõ chưa, buông con ra đi mẹ. Buông sao được mày, mày là một thứ lưu manh, giữa ban ngày ban mặt dám dở trò ác gian để cướp xe của tao. Anh hai, mày không biết trời cao nên lừa ngay bà già mày giỡn mặt. Khôn hồn trả lại chiếc xe tao sẽ niệm tình tha cho. Anh hai, anh hết quậy phá trong nhà rồi đi cướp giật người ta. Anh làm khổ tôi như vậy nè, cũng chưa
trời ơi, mày là em ruột của tao, lại nghe lời người ta nói bậy. Tao không hề cướp giật của ai, có bằng chứng gì thì đưa ngay. Bằng chứng hả? Khỏi cần đâu con. Nếu con cà chớn hả? Sao? Bà sẽ xử theo luật giang hồ cho con coi. Ừ, giang hồ phải không được, tôi sẽ cho bà gian nan luôn. Mà muốn cái gì bà nhào vô nè. Đây nè, tôi hết nhịn bà rồi anh nè. Anh hai, em lại anh mà. Đủ rồi anh hai à. Mày lại muốn dùng vũ lực với bà hả con? Mày thấy cái tướng của bà đấy không? Trời ơi. Mày tưởng đâu bà có một mình mà dễ ăn hiếp mà. Khó lắm con ơi. Cạnh bên bà còn nhiều chân rết lắm con à. Trời ơi. Cẩn về mặt số đâu. Dạ. Đâu con nào đâu. Trời, trời ơi. Trời ơi. Giữ mặt với anh hai hả? Ba đầu xong lên. Trời ơi. Mày không xong lên sao mày biểu tao xong? Mày đứng trước mày xong vô đi. Má xong vô trước đi, chừng nào má thôi tới con. Bác à, chuyện đâu còn có đó. Bác bình tĩnh, dạ để con. Linh, con đứng qua bên đi, để tôi xử nó. Mặt nó đâu? Có gì thở. Xử đẹp nó mày. Tên kia. Mau mau cô hồ trả lại. Đừng học cho ta nổi giận. Mày khôn hồn, mày mau mày trả xe lại cho tao nghe mày. Bằng không hả? Tao xử đẹp rồi, lúc đó mày đừng có trách mẹ con tao nghe mày. Không có trách mong gì hết, chịu chơi thì chơi đến cùng. Nhào vô, vô, con. Con đếm 1, 2, 3. Hai mẹ con mình nhào vô. Trời ơi. Rồi đếm. 1, 2, 3. Vô. Chạy. Chạy mày luôn nè. Chạy. 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 Anh ơi, dớ người ta lên đi. Má, ta cứu tôi với, cứu tôi, cứu tôi. Má ở đó đi, để con kêu cô Diễm. Bớ người ta. Bớ người ta, cứu người. Bớ người chết đuối. Bớ người ta. Trời đất ơi má. Má có sao không? Sao một mình má theo tới đây làm chi vậy? Má, má với cái thằng rô theo dõi nó, có phải nó ăn cướp xe của con không? Nói cho con Trinh cậu biết đi. Anh ruột của cô Trinh đó. Trời ơi, lạnh quá rồi, trời ơi. Vừa cái tật chưa, không có chứng cứ thì đừng có nói vậy. Tôi không có chịu thua mấy người đâu. Anh còn kênh kiệu với tôi được sao? Anh không thấy em gái của mình đang khóc vì xấu hổ đó à? Nếu anh cần, tôi sẽ có người làm chứng. Nhưng vì thông cảm cho hoàn cảnh của cô Trinh, tôi sẽ im lặng chờ xem thái độ của anh. Xin phép cô Trinh tôi về. Mình về đi má. Ê, sao về vậy? Trời ơi, biểu nó đã chiếc xe khác rồi chứ. Cô Trinh là bạn của con, cứ để anh em cổ cùng nhau định liệu. Mình về má. Trời ơi con ơi, má lạnh quá con ơi. Anh vừa lòng anh chưa? Anh hả dạ anh chưa? Anh giết tôi chết luôn đi anh hai à. Nín đi. Không cần mày xía vô. Chuyện của tao làm tao chịu, đừng có thóc nữa. Anh im đi. Đã bao nhiêu lần anh để cho một mình tôi gánh chịu. Anh mất hết lương tri và càng máu thâm tình. Anh thủ đoạn gian manh, cả chơi đứa em ruột của mình. Anh đã lấy hết bạc tiền của tôi dành dụm, lấy cả nữ trang mà dì đã mua sắm. Tựa vào nhau từng nơi ấm
coi tao là cái thứ ăn hại. Bà thương cháu không điều thì tao phải làm như vậy thôi chứ sao. Nè, mày nên nhớ là hồi đó bà đuổi tao đi mà. Tôi không ngờ, tôi không ngờ anh không còn biết gì là liêm sỉ. Anh dám mở miệng trách thần người đã hết già thương anh. Cơm của dì anh ăn, áo của dì anh mặc, vậy mà anh nỡ hại dì phải lận đận nhiều phen. Dì đã đổ cho anh biết bao dòng nước mắt khi quyết định coi anh không bao ruột rà. Sao anh không làm ơn đi biệt giảng giùm tôi? Hãy có chuyện là anh chạy về đây gây hời. Hãy để cho chị ba sống quãng đời còn lại được thanh thản nhẹ nhàng vui sướng cạnh bên tôi. Được, tao hứa với mày từ nay tao không về đây làm phiền mày với bà nữa. Còn chiếc xe tao bán tao xài hết rồi, mày với bà làm ơn tính toán giùm tao đi. Một lần này nữa thôi, tao đi nha. Trời ơi, sao tôi khổ như vậy nè trời. Râu ơi, râu. Râu ơi. Trời đất ơi, đi mất nữa rồi. Phải chi hồi đó tôi kiếm tôi nuôi thêm một thằng chuồng thằng bích nữa đó, thì bây giờ tôi đâu có khổ như vậy nè. Một thằng thì đi theo gái, còn một thằng thì đi theo bài. Bỏ bà già này ngồi trên như con ma đói. Rô ơi là rô quá rô. Dạ, bác cho con chị mà. Mày ngon quá không? Tao dẫn mày đi theo mày bảo vệ cho tao, vậy mà người ta đánh tao rớt xuống ao. Còn mày tưởng mày ngon, ai dè mày bỏ chạy. Con kiếm diện binh mà. Diện ông nội mày chứ diện gì. Mày làm ơn mày ra mày mua cho tao tô cháo, tao ăn cho nó đỡ giải cảm coi. Tiền đâu má? Thì ra mua chịu. Một lát nữa con cơ về nó trả. Ta về mua chịu hoài. Mày làm tôi quê quá. Quê ông nội mày chứ quê cái gì. Ý có ai tới nhà mình kìa má. Dạ thưa chị, đây có phải là nhà của cậu Cơ không chị? Dạ phải. Ông đây là... Dạ, tôi là ba của cháu Hoài Thu. Nghe nói con gái tôi đến đây tìm cậu Cơ. Tôi muốn hỏi nó có còn ở đây không vậy chị? Chết mẹ rồi. Đúng là ông chủ sộp rồi. Trời đất ơi, trốn lên tới đây mà cũng còn gặp nè trời. Bà chị sao vậy? Dạ không sao. Dạ tôi đương bệnh mà. Ông muốn hỏi cô Thu phải không? Vâng. Nói với thằng Cơ đi vô nhà người quen ở trong núi rồi. À vậy à. À vậy xin phép chị nha. Xin phép chị tôi về. Dạ chào ông sộp, ông cứ về. Thẻ. Ơ kìa. Chị. Chị hai. Chú Truyền phải không? Phải rồi. Em đây. Em là Truyền đây. Đúng là chị rồi. Chị hai ơi, gặp được chị em mừng quá chị hai ơi. Chú Truyền, chú Truyền ơi, tôi cũng mừng lắm chú Truyền. Chị hai, chị vẫn còn sống đây. Sao 20 năm nay chị không về ngôi nhà cũ? Chị có biết là vợ chồng em đợi chị lắm không chị hai? Chú Truyền, tôi không muốn về lại nhà xưa. Càng nhớ càng thương thì tôi
cuộc đời trong bóng tôi cô đơn, và cũng muốn bình yên cho nửa đời còn lại để vui chốn những cái đắng đoạn trường, cùng để cho tôi luôn giữ được lời thề. Chị hai ơi, ngôi nhà ấy vẫn vẹn nguyên nhưng nó chỉ hiện hữu trên đời như mảnh vụn tan thương của một gia đình đổ nát. 20 năm qua em vẫn mong chờ khao khát cho những người xưa về xây đắp lại nguyên lành. Em sẽ tự tay nhặt từng viên gạch với niềm hân hoan và nước mắt bên trong. Ở đó mỗi thân cây đến từng viên sỏi nhỏ, em vẫn ân cần gìn giữ vẹn nguyên để chị và anh không chợt thấy ngỡ ngàng khi mới đặt chân về ngôi nhà năm cũ. Những nỗi chờ mong càng rơi rứt trong lòng thì chị và anh như cánh chim hồng bạc gió. Má ơi, chú này là ai vậy má? Đây là chú Truyền, người em kết nghĩa của ba con mà má đã kể cho con nghe hôm trước. Dạ, con chào chú. Chú chào con. Chị hai, cháu đây là con ruột của chị với... Phải, nó là con của chị với người mà chị từng oán hận. Sau khi bỏ xứ ra đi, chị mới hay nó vừa kết tự trong lòng. Ta sao hết sự mừng vui tràn ngập tâm hồn, chị cũng đặt tên cho nó là Tố Châu. Không biết cuộc đời của mẹ lắm bể dâu, giờ yêu được cháu càng thêm yêu mẹ. Cháu thầm dây gian sớm tìm ra anh cháu để cho cõi lòng của mẹ trọn niềm vui. Ngoan lắm, nhưng đã 20 năm rồi chú và má cháu chỉ biết anh cháu là đứa bé lên hai, giờ có gặp lại cũng không chắc gì biết được. Chú Truyền, tôi đã gặp một chàng trai độ tuổi với con của tôi, nét mặt nó giống hệt như là anh Đông Hồ năm đó. Linh tính báo cho tôi biết nó chính là con ruột của tôi đó chú à. Vậy chàng trai đó ở đâu vậy chị? Tên của nó là Cơ, là con trai của gia đình này. Hả? Là cậu Cơ à? Chú không biết ảnh sao chú? Chú chưa gặp mặt, chỉ nghe con gái của chú kể lại thôi. Chú à, chị đã đến đây 2 lần rồi, nhưng mà người đàn bà trong đó luôn bảo rằng Cơ nó là con ruột của bà ấy. Chị định đến đây một lần nữa để... Nếu thật đó là bé Tô Châu thổi trước thì rõ ràng bà ta không muốn cho chị nhìn con. Hiện giờ cậu Cơ đang ở chỗ của em, hay là chị em mình đi gặp nó xem sao? Cũng được. Được rồi, có mặt chú thì tôi càng tin là mình không lầm lẫn. Đi vậy chú. Vậy chúng ta đi. Đi chị. Trời, họ muốn bắt lại thằng Cơ, mình phải theo họ ngay mới được. Ba ơi, ba đâu rồi ba ơi? Ủa, ba con nói đi ra ngoài nhà ai đó tìm con, con không gặp sao mà về đây kiếm nó? Con kiếm nó có chuyện gì? Dạ, con đi công chuyện với một người bạn, về tới đây không thấy ba nên con gọi chứ đâu có chuyện gì đâu ông Tám.
Mà ông Tám ơi, vậy còn ba con kiếm con làm gì vậy, ông Tám biết không? Nghe đâu nó định đưa con về trước, còn nó ở lại chờ xong công chuyện rồi về sau. Không, con không về trước đâu. Con phải ở bên cạnh ba con cho tới giờ phút chót. Con không bỏ ba con đâu ông Tám ơi. Bình tĩnh. Chuyện của ba con ông đã biết hết rồi, nên ông rất hiểu lòng con. Nếu trong hoàn cảnh của con, ông cũng sẽ làm như vậy. Ông Tám, ông Tám ơi, lòng của con vô cùng hoang mang lo sợ. Con sợ gió tàn thu xua lá vàng rơi rụng để chồi lá non tơ vùi dập giữa. Con yên tâm đi, ông đã dặn lòng rằng sẽ không để cho thảm kịch ngày xưa tái diễn, và ông sẽ có cách làm thay đổi ý định của ba con. Ông ta ơi, nếu được vậy thì con đội ơn ông nhiều lắm. Cái con nhỏ này, hồi đó giờ ông chỉ quen làm những gì mình thích. Ông không nghĩ mình ban ơn và không chờ đợi được đền ơn. Ông sống một mình không có người thân, nên đồng hồ với ba con ông coi như là bằng hữu. Ông muốn lắng nghe từng niềm tâm sự để vui để buồn cùng chia sẻ cho nhau, vì ông xem họ như người thân thuộc. Nếu họ có ra sao ông cũng đau lòng. Vậy thôi đừng buồn nữa, để ba con về đây thì ông nói giúp giùm cho. Dạ, con cảm ơn ông Tám nhiều lắm. Nữa, ơn nghĩa hoài. Hoài Thu. Kìa, ba. Ba con về kìa ông Tám. Chú Truyền, đây là Hoài Thu, con gái của chú đây hả? Dạ phải. Bác Tám ơi, Hoài Thu ơi, đây là Cúc Phương và Tô Châu, là vợ con của anh Đông Hồ đó. Vợ con của Đông Hồ đấy sao? Dạ phải. Còn đây là bác Tám, người mà trước đây anh Đông Hồ thường đến nương náu nơi này. Dạ, con chào bác. Tô Châu, hãy chào ông đi con. Dạ, con chào ông. Em chào chị. Trời Phật ơi, vợ con nó còn thiệt đây mà. Các con các cháu ở đây chờ bác nghe không? Hoài Thu, con không có đi chung với cậu Cơ sao? Dạ có, hồi nãy đi ngang đây, con vô nhà, còn ảnh thì đi tới nhà người quen nào đó, chắc cũng sắp quay lại đây rồi đó ba. Mà ba hỏi ảnh chi vậy ba? Ba muốn nhìn mặt nó để xem nó có phải là... Hoài Thu ơi, Hoài Thu à, tôi trở lại rồi nè. Nó đó, chính là nó đó chú Truyền ơi. Đúng rồi, là nó. Là nó đây mà. Ba, ba nói gì vậy? Nó, mà nó nào vậy ba? Nó là con của anh Đông Hồ, và cũng chính là con ruột của bác Phương đây. Tô Châu, con sao kỳ vậy? Ai gặp tôi cũng gọi là Tô Châu. Tôi là Cơ, là con của má tôi, chứ không phải là của ông Đông Hồ nào hết á. Chú Truyền ơi, nó không có nhìn chị,
Chị phải làm sao đây hả chú Truyền? Má, má bình tĩnh đi má. Đừng xúc động quá không nên. Anh nói vậy chắc gì anh là con của má. Cơ à kìa, má, sao má biết con ở đây? Nè, ông với bà nhìn đi, đây chính là má ruột của tôi đó. Bà, bà ơi, tôi lại bà, tôi gian bà. Tôi rất mong gặp lại con của tôi. Đã 20 năm rồi, tôi chờ nó từng ngày, tôi mong nó từng phút. Chỉ gương mặt này, với hình dáng này, và với linh tính thiêng liêng của một người mẹ, tôi tin chắc nó chính là con ruột của tôi. Bà hãy nói đi bà, bà hãy nói giúp tôi đi bà. Ông còn nhớ người đàn bà cùi đã được ông bố thí trước cổng nhà năm đó à? Đúng rồi, người đàn bà cùi. Mấy ngày sau đó tôi có quay trở lại, tôi muốn tìm ông để xin chút đỉnh tiền. Tôi thấy sau cổng khóa kín nè. Bước vô nhà thì tôi thấy một người đàn ông say rượu, mà ông ta la hét, rồi ông biểu tôi bồng đứa nhỏ đem đi. Tôi đem đi tới giờ á. Đúng, đúng là bà rồi. Bà, bà chính là người đã giữ bé Tô Châu 20 năm về trước, và cũng là thằng Cơ của 20 năm về sau. Má, má nói gì? Con chính là con ruột của người đàn bà này. Hả? Còn má, má chỉ là người có công nuôi con khôn lớn thôi. Má, má, má không mang nặng đẻ đau, mà má thương đứt ruột. Huống chi người đã tạo ra con, mẹ của con. Nhìn mẹ con đi con. Con, hãy nhìn má con đi. Má của con đau khổ nhiều lắm rồi con à. Má con đang mở rộng vòng tay. Con hãy đến bên má con để xoa dịu nỗi đau đời má đi con. Hãy đến với má con đi con. Má, má, con ơi, má, trời ơi con của còn đồng nét ngây thơ.
Đây là em ruột của con nè. Má vì quá nhớ thương con cho nên má đã lấy tên con mà đặt tên cho nó đó. Anh hai, châu em. Anh hai, châu. Trước đây em có những lời xúc phạm đến anh, xin anh hãy thương em mà tha thứ cho em nghe anh hai. Anh thương em lắm, anh không có giận em đâu. Các con các cháu ơi, hãy nghe bác nói nè. Có một người đang khao khát muốn gặp các con các cháu. Bác đã đưa người đó ra đây nè. Hả? Trời ơi, anh hai đồng hồ, anh hai còn sống. Trời ơi, anh hai còn sống nè chị hai ơi. Anh hai. Truyền. Em của anh. Hỡi những người thân yêu nhất cuộc đời tôi, tuy đôi mắt của tôi đã mất đi nguồn ánh sáng, và đã 20 năm qua tôi giấu mình trong đêm tối để thầm nói mình nghe những lời sám hối trong đời. Tôi ngờ những người thân đã quên mất tôi rồi, đứng lặng bên trong nghe thâm tình kêu gọi mà tôi vẫn ngại ngùng chôn chặt đôi chân. Không biết mọi người có tha thứ cho tôi hay vẫn còn mang nặng những oán hờn năm cũ. Tự bản thân tôi thấy mình không xứng đáng, dù giữa tim tôi luôn khao khát ân tình. Nhưng vì sao đôi mắt của anh lại... Hồi nó mới về đây với bác, nó theo thợ gỗ lên rừng, chẳng may họ đạp phải mìn sót lại. Nó đứng ở đằng xa chứ mà vẫn bị mang thương tật cho cháu. Cơ, cháu, đây là ba ruột của hai con đó. Hai con hãy lại nhìn ba con đi. Ba, ba, ba. Sống một mình bên má, con đâu nghĩ rằng mình sẽ có ngày được gặp lại ba đây. Con xin được gọi lên bằng tất cả niềm rung động hai tiếng ba ơi cao cả cuồn cuộn. Trong những tháng năm trôi nổi lạc loài, con đâu biết rằng ba cũng chịu nhiều đau khổ. Trời đất còn thương nên thâm tình tao ngộ, chúng con sẽ trọn đời phụng dưỡng song thân. Ba, ba ơi, nói vậy đây là bát đồng hồ của con hả ba? Phải, con chào bác đi con. Dạ, con chào bác. Cháu là... Dạ, là con gái của vợ chồng em, cháu Hoài Thu đó anh hai. Bác ơi, như vậy quyển sách ảo ảnh có phải do bác viết để trang trải tâm sự của đời mình phải không bác? Lâu nay về thương đứa con thất lạc nên đó đã bày mò tự viết lên thảm kịch đời mình. Quyển sách ảo ảnh mà cháu Truyền hỏi bác thật sự là tác phẩm sau cùng của nó. Bác đã đề nghị nhà xuất bản giấu tung tích và chuyển trọn số tiền cho viện mồ côi.
Ba ơi, dù sao thì 20 năm qua công lao má nuôi của con cũng như trời như biển. Xin ba má cho phép con được tiếp tục nuôi má và đứa em nhỏ của con. Con nghĩ được như vậy là ba vui lòng lắm. Vợ chồng tôi vô cùng mang ơn chị đã nuôi dưỡng cháu. Cúc Phương, sự lặng im của em làm cho anh tin rằng suốt cuộc đời này anh sẽ không được em tha thứ. Biết được em vẫn bình yên và chúng ta vẫn còn hai đứa con yêu dấu thì coi như anh cũng mãn nguyện lắm rồi. Hai con hãy về ở chung với má. Ba, dù sao đi nữa thì ba cũng từng giờ từng phút thương nhớ má con và yêu quý hai con. Bác Tám, làm ơn đưa con trở lại căn chòi cũ đi bác. Bác, anh Đông Hồ, các con nó đang rất cần anh. Ảo ảnh đã tan rồi, chú Truyền vẫn giữ cho chúng ta ngôi nhà cũ. Em muốn anh cùng em và các con về đó để dựng lại mái nhà hạnh phúc trên nền cũ năm xưa. Cúc Phương, anh Đông Hồ. Ba, nhìn đâu cũng thấy toàn là trái cây hết á. Em mà có một khu vườn như vậy, có bao nhiêu trái cây em cũng sẽ ăn, không có bán đâu. Nói vậy chứ ăn thét cũng ngán à em. Gì chứ sầu riêng hả? Em ăn hoài không có ngán. Một ngày em có thể ăn hết bao nhiêu ký? 20. 20? Ăn kiểu đó có nước em lấy chồng trên này luôn á. Sầu riêng đầu mùa 30.000 một ký, em ăn một ngày 20 ký, tổng cộng là 600.000 đồng. Nghèo dám bán nhà cho em ăn lắm à. Anh Cường ơi, có hương gì nào bằng hương gì của sầu riêng? Không tin anh hỏi chị nở thử xem, em mà có được bao nhiêu tiền. Quẹ mua giống gì nào? Em lập tức chạy u ra chợ mua chục ký lô đem vào trong tiệm. Em ngồi ăn một lát sạch trơn mà bụng em vẫn chưa đã thèm. Đúng rồi đó, tụi em tôn chỉ quê là nhà tiêu thụ sầu riêng hạng nhất. Mỗi khi chị ăn xong rồi chị múc ngón tay thấy thèm hết sức. Vậy là đúng y như câu của tôi vừa nói, chịu khó lấy chồng về ở miệt trên rồi mặc sức mà em nít sầu riêng. Thôi thôi, bây giờ tụi mình đi kiếm anh Dũng, chứ tụi con Yến, con Thu, con nó trốn ở xóa nào nè. Đi. Một mùa xuân mới với muôn ngàn đóa hồng, đàn chim tung cánh hát vang trong. Mùa xuân mang đến cho chúng ta nhiều ước vọng, chung sức xây đời đẹp ngày mai. À, tôi bắt gặp rồi nha. Nghe được cái thói quá nha. Đất luôn nha. Tình dễ sợ ơi. Kỳ quá, lên trễ còn chọc người ta nữa. Nè, sao giờ này mới tới vậy? Mắc giá ruột xe, giá vừa xong
chạy một đổi xẹp nữa. Vậy hả? Ừ. Đem xe liền chứ rồi. Đừng giỡn bồ. Các bạn uống gì đi? Uống gì mấy mấy bạn? Khát quá hen. Anh đi có gì uống vậy? Lên giường thì xin tố mãng cầu hay là vú sữa? Hay là dừa tươi? Chứ lên trên này không lẽ giọng vô ba cái nước ngọt vô chai cho đau bụng chảy ra. Đúng rồi đó. Ở đây vậy tụi này uống dừa tươi đi. Uống nước dừa ha. Chị ơi, cho ly dừa tươi đi chị. Anh Dũng, lại hỏi nhỏ đi chút đi coi. Cái gì đây chị hai? Chừng nào cho tụi này ăn sầu riêng? Nói nhỏ nhỏ chút, Thu nó nghe bây giờ. Nhưng mà chừng nào cho ăn? Trời ơi, chừng nào miễn có cho em ăn thì thôi chứ. Gì gấp dữ vậy? Là uống nước dừa đi cái đã. Đó, dừa ra. Đêm qua mơ giang em đang ôm đàn diêu muôn tiếng tơ. Không gian trầm lắng. Con gì nó kêu vậy kìa? Anh trong giấc mơ. Người ta hát mà nó con gì kêu. Bị anh hát sao giống con gì kêu quá. Đúng không mấy chị? Không chẳng đúng vậy à. Nè, mấy bà được tài chê người ta à nha. Chẳng bằng mỗi khi mấy bà lên sân khấu hả? Mỗi lần mấy bà ré lên một cái là con nít nó khóc sùm. Đừng có xạo nghe cha nội. Kia, có ca sĩ đến. Mấy anh chị ngồi đàng hoàng hết đi. Rồi nghe chị này hát coi có giống mấy ca sĩ ở thành phố không cho biết. Sức mấy. Sầu riêng kìa. Hết sảy nha. Các bạn yên trí đi. Mua rồi. Ai mua? Tôi. Không, anh Dũng nhờ tôi mua. Anh nhờ chị Yến mua nào vậy? Cô Yến còn nói đùa đó chứ. Hơi sức đầu nghe cô Yến. Xin giới thiệu với các bạn ở thành phố. Đây là chị Mai, bạn của tôi ở Tuốt trong xã kia lận. Bán sầu riêng thật là ngon, mà lại ca tân nhạc cũng có hạn đó. Vậy à? Chị Mai ơi, chị lại đây ngồi uống nước với tụi em đi nghe chị. Chào cô Mai. Dạ, chào anh. Cảm ơn chị, em phải về ngay vì có việc nhà chị à. Gì gấp dữ vậy? Chị chủ quán ơi, cho tôi mượn cái giỏ rồi sắp hết sầu riêng ra giùm tôi nha. Chị ơi, chị uống nước đá chanh nha. Cảm ơn chị, em không có khát, để em về. Không có được. Trời ơi, em đã giới thiệu cho mấy anh chị dưới thành phố là chị hát hay lắm đó. Mấy anh chị đang ngồi chờ chị hát đó. Hát đi. Chị thiệt à, em mà ca hát giống gì? Chị ơi, làm ơn chúng tôi nghe một bài đi chị. Có phải thi cử gì đâu mà chị ngại. Này nè, có anh Dũng này nè, ảnh đờn cho chị ca. Hay là chị muốn tôi đờn cũng được ha? Thôi đi cha nội. Ông đờn, ông mà bứt dây hết người ta thì có. Cho tụi này nghe một bài đi chị. Dạ. Anh Dũng, đờn đi. Ca đi chị. Ca Mai đi chị. Ơi, tôi đờn cho Mai ca nghe. Sầu riêng ơi, chị ca hay quá trời đi nha. Chị sầu riêng. Ta tên Mai kêu người ta sầu riêng. Ê, nghe chị ca cái tao muốn sầu riêng. Trời ơi, chị ca hay quá. Chị ca thêm một bản nữa đi chị. Ca bài nữa đi ca chị. Nữa đi chị. Dạ, xin lỗi, em phải về. Trưa quá rồi, chào các anh chị nha. Mai ơi, Mai về hả? Dạ, em về. Đừng có thiếu vắng với chị.
chỉ cười kìa. À, bây giờ mời các bạn vô nhà tôi. Gần đi không? Gần đi không? Gần gần, 3 cây số. Trời ơi, 3 cây số mà nó nói gần. 3 cây số, vô trọng, có gì ăn không? Có, cháo gà, được không? Quang ơi, đi. Khoan, Cường ấy Cường. Gì vậy? Giờ hết thuốc rồi, mấy bạn vô trước đi. Tôi ra ngoài ngã tư mua vài gói rồi, vô sau ha. Nhớ vô nha mày. Ờ. Buông em ra. Biết ai không kêu buông? Sao không biết? Ai? Anh chứ ai? Anh nào? Anh nè. Anh nè là anh nào? Cái ghét mà còn hỏi nữa. Bắt người ta đợi lâu muốn chết luôn vậy đó. Lâu không? Lâu chứ sao không lâu. Anh xin lỗi em nha. Em biết sao không? Sao vậy? Tụi nó rủ anh vô nhà cô Yến á, mà anh giả bộ hết thuốc rồi anh đi mua. Đặng anh gặp em nè. Em có chờ anh lâu lắm không? Đã nói lâu mà còn hỏi nữa à? Ờ, lỏng cẩm quá ha. Chưa già nó bậy nó bạ hoài. Mai ơi. Dạ. Nãy em ca hay quá à. Anh cũng đờn hay chứ bộ. Vậy ha. Vậy hai đứa mình ca với đờn hay ha. Xứng ghê ha. Ngồi xa xa đi, người ta thấy cười chết á. Chỗ ngồi gần chút nữa mà. Chỗ này vắng vẻ, đâu có ai thấy đâu em sợ. Thôi. Nè, hồi nãy á, có một cô cứ nhìn em hoài hả? Cô nào vậy? Cái cô... À, thôi anh biết rồi. Em nói cái cô mà mặt bầu bầu á, phải không? Hả? Cổ tên Thu á. Mà sao cô nhìn em hoài vậy? Thì... em còn lạ gì mấy cô choi choi ở thành phố. Thấy cái gì là lạ là mấy cổ. Bộ em lạ lắm hả? Thì có mặt thôi đi. Em hỏi lôi thôi quá à. Khó trả lời muốn chết luôn vậy đó. Nè, em chỉ sợ cô ấy là người yêu của anh. Ý. Hay có tình có ý nên cô nhìn em trân trối. Em à, họ là bạn bè chớ tình ý gì đâu em nghĩ đến chi cho nhọc lòng. Vừa rồi anh có trao cho cô Yến bạn em nhờ đưa giùm một bức thơ. Sau khi em xem xong mấy lời chân thật, em mới hiểu lòng dạ của anh nàng. Chớ còn mỗi khi gặp gỡ vội vàng, anh không tìm được lời nói với em. Đường còn xa mà trời đã trưa rồi. Thôi em về nhanh. Ý đừng về mai. Em gì? Em về nữa hả? Thôi vậy anh đưa em về nghe. Chi vậy? Đặng anh biết nhà của em chứ. Thôi nhà em xa lắm. Đi qua 14-15 cái cầu khỉ nè. Rồi phải qua đò nè. Rồi phải đi vòng nè. Rồi qua mấy cái bờ tre nè. Cực lắm á. Kệ nó. Cực cực. Anh đi được mà. Anh đi rồi bỏ mấy người bạn kia cho ai? Mấy đứa bạn của anh vô nhà của Yến chơi. Tới xế chiều mới về lận. Thôi. Thôi đi nè. Anh đừng có nói liều. Bè bạn sẽ chế nhạo anh và nói xấu em. Còn phần em á hả? Thì bà con lối xóm sẽ nghĩ thế nào khi em đi bán về nè, lại có dẫn theo một chàng trai lạ? Không có đâu Mai à. Anh nhớ nhung hoài.
cạnh một cô thôn nữ thơ ngây thật thà chân thật. Xin anh đừng nhọc công theo đuổi để lại mối sầu thương cho cô gái quê mùa. Dài nắng dầm sương tờ lứa tuổi dài khờ, từ thuở bé lớn lên chỉ biết sống bên cha mẹ rồi theo nghề mua gánh bán bức. Suốt một mùa dài triệu nắng gánh sầu riêng, đem giọt mồ hôi để đổi lấy bát cơm manh áo. Em sợ lắm những chàng trai đô thị và cũng không quen với ánh sáng đô thành. Mai à, em nói sao mà nghe buồn quá vậy Mai? Anh thương em, anh không bao giờ phân biệt hèn sang. Anh sẽ nói với ba má anh nhờ người mai mối cưới hỏi em đàng hoàng, chứ anh không bao giờ như những hạng sở khanh giả dối mà em phải lo phải sợ. Mai à, em tin anh không Mai? Anh Dũng à, anh để em sống cuộc đời vô tư lự với tuổi hồn như một cô gái quê mùa. Em sợ làm sao những tiếng lặp lờ, hãy để cho em sống đời bình dị sớm tối đi về trên núi nhỏ. Nếu anh thật lòng thật dạ thương em thì anh hãy sáng đợi vài ba năm nữa. Anh Dũng nè, anh nhờ mai mối đến nhà em dám hỏi, chứ đừng xem em như một cô gái qua đường. Không đâu Mai à, không bao giờ anh xem em là hạng gái như thế. Anh là người có học thức thấy xa hiểu rộng, những lời nói vừa rồi của em chắc là anh đã hiểu được lòng em chứ. Mai ơi, cảnh sắc êm đềm của sông nước miền quê đầy thơ mộng và cũng đầy quyến rũ. Sông giữa đô thị phố phường chật hẹp, anh thèm được ngồi dưới bóng mát giường mắt, được nghe từng hơi thở của em và được nghe giọng nói ngọt ngào dễ mến. Mai ơi, anh đã đi tìm khắp những đóa hoa đồng nổi, nhưng chỉ có mình em là xứng đáng vợ hiền. Anh khuyên em hãy vững lòng tin, một ngày không xa lắm anh sẽ nhờ người mai mối, rồi đây nơi sông nhỏ sẽ rộn ràng pháo cưới để đánh dấu ngày hai đứa nên. Mà ngẩn ngơ ra vậy, uống trà đi anh. À, trà sen thơm quá. Sáng lập đông, trời lành lạnh, mà hớp vào một ngụm trà, sao nó khỏe vô cùng vậy? Em làm theo cách anh dạy đó chứ. Vậy à? Chiều mát, em lội xuống đầm sen, à, chọn mấy bông búp, mở nhẹ mấy cánh sen ra, à, bỏ vô một nhúm trà, làm 4-5 bông như vậy. Sáng lại lấy trà trong búp sen ra, à, đem vô nhà, bỏ vô bình, chế nước thiệt sôi vào. À, có ngon không anh? Tuyệt diệu đó em.
nghe hương trà sen thoang thoảng. Anh bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Trong này
trai rất không yên. Sầu riêng hoài. Nếu anh còn tới mua và giúp em đều đặn. Tôi không chỉ mua sầu riêng mà thôi, mà tôi còn muốn mua luôn tâm sự của người bán sầu riêng nữa kìa. Thôi anh à, anh đừng nghĩ gì khác. Còn riêng em thì nghĩa trả ơn đơn. Đó là bổn phận của em. Nhưng tình cảm thiêng liêng đâu phải do ba tiền. Anh muốn hỏi em một lời chân thật. Anh lúc nào mà không chân thật?
mỗi lần nhắc đến chuyện hôn nhân, cớ sao em lại buồn. Em hẹn hết ngày này rồi sang qua ngày khác, chẳng có một lần nào em trả lời dứt khoát. Hay là tình anh đối với em không xứng đáng, hay muốn khước từ mà chẳng dám nói ra vì ngại ngùng một chút ơn xưa. Thôi, trưa rồi, em phải về. Em chưa trả lời anh mà. Em... Mà nhà em ở đâu? Xa lắm. Xa mà ở đâu? Liên, Liên. Ai đó? Dạ, có phải đây là nhà của Liên? Dạ phải. Nhà này đây chính là nhà của Liên. Chắc cậu không phải người cùng xã. Nghe giọng nói tôi biết không quen. Cậu kiếm Liên có việc chi à? Dạ thưa anh, tôi đây là bạn. À, dạ xin lỗi, mời cậu ngồi chơi. Tôi không thấy đường ra vô bất tiện, nên không có nước nôi mời khách. Chẳng hay cậu đến gặp có chuyện gì à? Dạ thưa anh, tôi tên là Hoàng. Dạ không phải người ở xã này, mà là người thành phố mới lên. Cậu đến tìm Liên chắc có việc gì? Dạ không có gì ạ. Vì tôi đây là bạn của Liên. Nếu là bạn Liên thì cứ tự nhiên, trước là sao quen đừng có ngại ngùng. Tôi là anh trai, còn Liên là em gái. Cha mẹ khuất cả rồi phải đùm bọc lẫn nhau. Tôi mù lòa đã mấy năm nay, cuộc sống cậy nhờ đứa em gái mà thôi. Nhưng nó lớn khôn rồi, phải chọn chỗ chọn nơi chứ, để nó được êm ấm cuộc đời. Nó nói nó quen một người tôi không biết là ai. Dạ thưa anh hai, người ấy chính là em. Hỏi cậu cho vui vậy chứ, tôi biết cả rồi. Vì em gái tôi đã nhiều lần nhắc nhở đến tên cậu Hoàng và hỏi ý kiến của tôi. Dạ, ý kiến anh thế nào? Có được không anh hai? Tôi nói là mình nghèo sợ cậu ấy rẻ kinh. Hôm nay em gặp được anh hai thật là điều may mắn vô cùng. Thấy cậu thật tình tôi cũng có lòng thương. Như vậy là cậu với em gái tôi đã quen biết nhau lâu rồi. Đã yêu nhau lâu rồi. Vậy mà tôi nào hay nào biết. Tôi xin hỏi thật cậu, vậy cho một năm trời phàm tôi, hai người có lần nào chúng chăng sẽ gối vượt qua sự tôn nghiêm lễ giáo của gia đình? Cậu biết là tôi mến cậu, cho nên tôi mới hỏi thật tình. Mình là bạn trai với nhau mà, khỏi cần giấu giếm. Vì trước hay sau gì thì cậu cũng cưới được Liên. Cậu nghĩ coi, tôi mù lòa bóng quang tối tăm, hy vọng cuối cùng là em gái của mình được yên bề yên phận. Chỉ bấy nhiêu thôi tôi cũng là mãn nguyện, vì câu quyền huynh thế phụ tôi đã lo tròn. Thank you.
nói đi cậu Hoàng. Tôi sẵn sàng tha thứ cho hai người mà. Tôi sẽ thu xếp cho hai người được như nguyện. Tôi tin rằng cậu sẽ thành thật với một người mù lò bóng quán như tôi. Nói đi, tôi gian cậu. Nói đi cậu Hoàng. Anh hai đã hỏi em cũng xin thật tình bày tỏ. Là một năm qua em chỉ đón nhận duyên hồng. Liên dần coi em như tình nghĩa bạn bè. Nhắc chuyện hôn nhân thì nàng buồn nàng giận. Dường như cõi lòng mang nặng khối. Nên hôm nay em đến tìm Liên để hỏi rõ một lần cho dứt khoát. Chứ bạn không là bạn, khách không là khách. Duyên chẳng ra duyên, tình cũng chẳng ra tình. Anh hai, anh có thể giúp em không? Em yêu Liên thật tình mà anh hai. Nghĩa là một năm qua cậu đeo đuổi Liên chứ không phải Liên đeo đuổi cậu. Tội nghiệp cho cậu mà cũng tội nghiệp cho vợ. Cho Liên, tội nghiệp cho Liên. Còn bây giờ chỉ có tôi mới có thể giúp cho hai người đi đến nơi đến chốn. Sở dĩ một năm qua cậu không thể vượt qua tình bạn là vì Liên qua thương người anh tật nguyền bóng quán tối tâm. Gặp cậu rồi là tôi có thể an tâm. Tôi xin gửi gắm em gái tôi cho cậu. Giờ tôi nhờ cậu thay tôi ở lại trao giúp bức thơ gửi gắm chuyện tâm tình. Thơ đây cậu cầm đi, tôi phải đi ngay trên đường mòn cuối xóm. Người ta muốn tôi đàn ca cho đến sáng với ban nhạc buồn cô gái ban sầu riêng. Tôi đi nghe cậu. Liên kìa, anh Hoàng chắc anh mới đến. Anh đến từ lúc đầu hôm. Liên ngạc nhiên lắm phải không? Anh đến đây có việc chi không vậy? Và tại sao anh lại biết nhà em? Anh hỏi thăm bà con ngoài chợ, rồi hỏi dài theo mấy nhà trong xóm. Thì vào đến đây cứ khó khăn gì. Nhưng anh đến đây có chuyện gì cần? Sao em có vẻ bồn chồn? Làm như là lo sợ điều chi? Anh đến đây trước là để cho biết nhà. Sau đó có vật này. Vật đó là vật gì hả? Đó là một bức thơ. Thơ của anh? Không, em không có nhận đâu. Đâu phải thơ của anh. Nghe anh nói nè, anh Trọng cho phép anh ở lại đây để gặp em cùng nhau tâm sự. Bạn tính việc hôn nhân làm đám cưới đầu xuân. Những lời lẽ trong thơ là nguyên văn của anh Trọng. Trời ơi, anh chỉ có việc trao em và chờ tiếng nói của em. Anh Hoàng, Hoàng ơi, anh đã làm một công việc uổng điên. Anh biết Trọng có liên hệ gì với
thì anh nói anh là anh ai, còn em là em đi rồi. Hoàng ơi không phải vậy đâu, Trọng chính là chồng em. Trời, Hoàng ơi anh đã đem dân tố phong ba vào trong gian nhà bé nhỏ. Rồi đây trên nẻo đường sương gió, em biết chồng em phiêu bạc ở phương nào. Chồng ơi mình bỏ ra đi sao không đợi Hoàng ơi, sự thật bây giờ em không còn dối anh được nữa. Anh hiểu cả rồi, xin đừng hờn giận chi em. Bước đường tình chỉ một lối vào tim, làm sao em có thể chia đôi duyên. Nếu một năm qua em đọa đài anh khổ sở, anh không buồn giận vì lý, mà còn kính phục một tấm lòng chung. Tôi sẽ đi tìm trống đưa anh về tổ ấm, để đôi vợ chồng nghèo vui sống cạnh bình yên. Tôi đi. Về đi, Liên nhờ tôi đi tìm anh đó, anh Trọng mà. Nhờ cậu đi tìm tôi, nhờ cậu đi tìm tôi. Nhờ cậu đi tìm tôi để nói lên vài lời. Hay là khuyên tôi đừng quay về chốn cũ, để cho nàng được yên tâm mà cất bước theo chồng. Tôi nhờ cậu chuyển lại lời tôi nói với Liên rằng, sự hy sinh của tôi không phải là vô nghĩa. Lâu lắm rồi tôi muốn tìm một lối thoát cho tôi, chỉ có dịp này Hoàng mới giúp được tôi thôi. Tôi xử sự đúng luật giang hồ mà thôi. Tôi cũng biết Liên còn thương tôi nhiều lắm, nhưng thời gian sẽ hàn gắn vết thương lòng. Anh Trọng, xin anh đừng hiểu lầm tôi. Yêu cầu anh, yêu cầu anh phải trở về chốn cũ, chớ không phải đã qua rồi đêm hương lửa cậu gọi tôi về trả vợ cho tôi. Anh Trọng, lỗi của tôi là sự vô tình, tôi biết lỗi. Xin anh đừng cố chấp,
Tôi không phải là hạng người tán tận lương tâm đâu anh Trọng mà. Tôi biết, tôi biết mà. Nhưng có lý nào cậu lại bỏ phí công lao? Bao nhiêu năm săn đuổi một con mồi đã gần một năm trời, rồi bỗng dưng lại dừng chân bỏ cuộc khi hạnh phúc đã hoàn toàn nằm gọn trong tay. Tôi là có lương tri biết điều hơn lẽ thiệt. Anh chớ hiểu lầm tôi rồi đem lòng oán hận, trốn bổn phận làm chồng bỏ vợ bơ vơ, vội vã bỏ đi không một lời từ biệt, để vợ bơ vơ sao không tội nghiệp. Việc làm của anh thật là đáng trách, sự hy sinh này không ai kính phục anh đâu. Anh Trọng, anh Trọng ơi, sao anh nỡ đoạn tình? Em vẫn yêu mình như buổi đầu tiên. Liên ơi em đến đây đến từ bao giờ, sao không ở nhà đón nhận cuộc tình duyên? Trọng ơi, em chỉ còn một con tim thì làm sao chia hai lối mòn? Chỉ có một mình anh là người đã cùng chung cuộc sống, thì tình nghĩa đâu mà san sẻ cho quan. Khi nhận lời làm vợ anh là em đã chọn một con đường, thà sống bên người chồng tàn phế mà hạnh phúc lâu dài ngàn đôi không phai. Một năm trời cực khổ có nhau, rồi bỗng một chiều anh đem lòng thay đổi. Anh ơi em có làm chi nên tội mà anh nỡ bỏ ra đi không một tiếng giả từ? Liên em, không phải anh phụ tình bạc nghĩa, anh chẳng qua là quá thương em nhọc nhằn lao khổ sớm khuya. Liên, đừng khóc nữa, hãy hiểu cho anh mà. Trọng ơi, tôi, sự có mặt của tôi đã trở thành vô nghĩa. Xin gửi lời chia vui tôi về với đô thành. Và kể từ đây xin chấm dứt chuyện tình. Mùa sầu riêng năm nay mang nhiều kỷ niệm, với hình ảnh người vợ hiền nhân hậu quý chung. Nhưng biết năm sau chỉ có còn đi bán sầu riêng, để tôi có dịp nghe bài ca năm trước. Em bán sầu riêng chớ tình nguyện em không bán, để khỏi lãng quên những kỷ niệm vui buồn. Để đáp lại hào ý của Hoàng, tôi đàn riêng hát để tặng cho Hoàng bạn cô gái bán sầu riêng. Ai mua sầu riêng có ai mua sầu riêng, hãy dừng chân nghe quán em. Em đây bán trái sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên. Tôi xin từ giá để hai người tâm sự, chung đôi vợ chồng son hạnh phúc lâu bền. Mùa năm sau Liên sẽ đi bán sầu riêng, để hát cho Hoàng nghe bài ca năm cũ. Bài ca tình nghĩa vợ chồng, thêm đường thêm nồng hương vị trái sầu riêng. Thôi, xin chào anh chị. Liên, em. Anh Trọng. Liên ơi,
nghe hơi gió trở chiều lạnh buốt, anh mới hay trời đã sang đông. Bên ấm trà thoáng mùi hương sen, mới nhấp một đôi chung, nghe hồn mình lân lân. Hơi gió reo cành lá xác xào, khúc nhạc thiên nhiên với thời gian bất tận, mang đến chốn quê nghèo dạo muôn ngàn thanh âm. Trong cuộc sống của vợ chồng nghèo, dù tiêu pha từng tiền, em cũng mua sẵn gói trà để lúc buồn anh giải khuây. Khổ cực kể từ ngày chung sống bên nhau, hôm nay đã qua tuổi xuân thời, còn chiều lắm gian lao. Anh ơi, được làm vợ của anh em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh đã yêu em cũng như yêu từng tiếng nhạc đêm, từng đêm tâm sự với cung đàn. Đem kiếm tài qua đổi lấy cành cưa hàng, anh đã đem tiếng nhạc vuốt ve lòng nhân thế, còn cuộc đời mình lại chấp nhận lầm. Hạ chen chúc nhau bán lời mua danh, sống trong cảnh vàng son nhung danh. Khi ấy anh vẫn ngồi trầm tư nơi gác chân, băng từng cung tâm sự giữa đêm tàn. Cuộc đời tâm tối của anh thật ra cũng hạnh phúc không biết chừng nào, khi liên của anh cũng có tâm hồn nghệ sĩ. Anh trọng Liên em, có nhiều đêm em ngồi bên cạnh anh, bên ngọn đèn trong gió đùa hiu, anh ôm chiếc đàn so dây nắng phim, rồi dạo lên những bản nhạc lòng. Những tiếng đàn như những tiếng quan thang, và não nuột như tiếng lòng nghệ sĩ. Mây trắng ngừng bay, gió ngàn nhẹ thổi, như cũng lắng nghe những tiếng tơ đồng. Em ngồi nghe mà tâm trí bâng khuâng, theo từng tiếng bóng trầm bay. Người nhạc sĩ buổi tàn đi nơi xóm nhỏ, mượn mấy cung đàn mình vào để mình nghe. Em. Dạ. Em rót giùm anh một chung nữa. Đây. À, Liên, em coi giấy này là giấy gì đây em? Anh lấy ở đâu vậy? À, trong mấy bàn học của ông Mai. À, anh dọn dẹp ba cái sách vở đó rồi nó rớt ra đó. Em đọc xem, coi cái giấy gì vậy? Dạ. Thành phố ngày. Ai ở thành phố mà gửi cho nó hả? Biết phải thơ gửi cho nó không? Đọc đi, đọc tôi coi. Em Mai yêu mến. Đó, thấy chưa? Yêu mến rồi đó, thấy chưa? Hết nói nổi rồi. Đọc tiếp. Anh nhờ cô Yến trao thơ này cho Yến.
Yến, Yến là con nhỏ nào cả? Con nhỏ này anh không có biết đâu. Nó là con của anh Tám Tươi có tiệm chạp phô gần cầu Giáng á. Đọc tiếp coi, đọc tiếp đi. Anh... thôi, em không đọc nữa đâu. Vậy là con mình nó hư rồi. Anh này đường xá không thấy, chỉ trông cậy nơi em coi chừng nó. Vậy mà mấy năm nay em đau ốm hoài, cực chẳng đã phải nhờ nó phụ giúp buôn bán giúp đỡ gia đình. Ai dè. Có con Mai ở nhà sao đó không? Có. Em gọi nó lên cho anh. Mai à? Mai à. Vào đây con. Dạ má gọi con. Con làm gì nhà sao vậy? Con cho heo ăn xong, chờ nước rồng nữa xong á, con lấy rổ đi xúc cá. Thôi, gác cái chuyện mà cái đó lại bên đi. Nghe ba hỏi nè, con quen với anh trai nào ở thành phố không? Dạ con không con. Thưa ba má, con đi bán ngoài chợ, có nhiều người. Nhiều người tới mua phải không con? Nhưng ba muốn hỏi con á là con có quen với anh nào mà người ta nhờ con Yến nó đem thơ không? Dạ. Mai con, làm người đã khó mà làm thân con gái lại càng khó vô cùng. Người thật thà lại chẳng mấy được khôn ngoan, còn kẻ giả dối lại quá nhiều mưu trí. Một lần nữa ba nhắc cho con nhớ, dù gia đình ta bữa no bữa đói, con cũng phải ráng sao cho mẹ cha vui vẻ với một đứa con hiếu thảo ngoan hiền. Mẹ ốm đau còn cha thì lại tật nguyền, cả sự sống chỉ trông cậy vào đứa con duy nhất, đắp đổi qua ngày sớm cháo chiều rau. Cha mẹ đã nhiều lần nhắc nhở với con là phải biết giữ gìn thân gái, rồi một phút xa chân lỡ bước thì con của ba sẽ ân hận muôn đời. Con phải biết chọn bạn mà chơi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Biết vâng lời cha mẹ mới là con hiếu thảo nghe Mai. Mai con, con ơi, ở đời người ta trọng nhau vì tài năng đạo đức, chớ không ai trọng nhau bằng vật chất kim tiền. Con đừng để cho cha mẹ phải ưu phiền, gia đình ta tuy sống đời cơ cực, nhưng cô bác xóm giềng ai cũng mến cùng thương. Đối với họ hàng biết giúp đỡ trong nôn, trong gia đạo biết kính nhường thuận thao, biết an phận với cuộc đời lam lũ, sống thân cao không trọng phú kinh bần. Mai, con có nghe ba con nói không Mai? Nói ít con phải hiểu nhiều, ráng lo giữ lấy thân đừng để buồn cho ba má. Thôi ra sao lo giống thúng đi con, rồi lớn gì út đêm sầu riêng ra chờ. Giao hàng xong con trở về cho sớm, đừng để ở nhà ba má chờ trông.
trời đã lập đông. Con lấy thêm cái áo nữa mặc vào cho ấm. Trời buổi sáng mưa phùng lâm tâm, má sợ cho con nhiễm lạnh dọc đường. Nhớ bận về con ghé tiệm bà Năm, con mua cho má một cuồng chỉ trăng. Má ra ngay chẳng để ba con đắp ấm, giữa đêm dài dưới cái lạnh mùa đông. Xuân đã về theo hơi gió đông, nghe niềm yêu sao xuyến muôn lòng, gợi tình theo giấc mơ, gợi tình theo giấc mơ. Trong giấc ngủ còn vương bóng ai, nỗi sầu riêng ấp ủ bên lòng. Đêm dài thương nhớ ai, đêm dài coi có ai nhận chuông ngoài cổng đó. À, Thu à, vào đây em. Gì vậy? Em làm gì mà em nhìn anh chăm chú quá vậy Thu? Em thấy anh hôm nay có vẻ kỳ kỳ. Kỳ kỳ? Kỳ kỳ là sao? Là không được tự nhiên đó. Không được tự nhiên hả? Sao em khéo lắm chuyện quá à. Nè vô đây uống nước đi. Để anh đi lấy nước nha. Cảm ơn anh à. Em không khát. À anh à, bữa nay là ngày mấy vậy anh? Ngày mấy hả? Để anh coi lại coi. À, bữa nay là 12 tháng 8. Không, em muốn hỏi âm lịch kìa. Âm lịch hả? Ờ à, để coi lại coi. Âm lịch. À, âm lịch là ngày 25 tháng 6. Vậy là còn đúng một tháng nữa phải không anh? Đúng một tháng nữa là sao? Trời đất ơi, vậy là hết nói anh rồi. Anh đâu có nhớ gì đâu. Nè, má của anh đã đồng ý với má em rồi, là 25 tháng 7 này nè sẽ bỏ lễ trầu cao vì là ngày tam hợp. Mà trầu cao gì? Tam hợp là cái chi? Thôi đi, đâu có sai bây giờ mới tận mặt à. Em mới rõ ràng sự thật. Anh bây giờ quá mức đổi thay. À, thôi anh nhớ rồi. Cái chuyện đi hỏi vợ, má của anh có bạn sơ hôm nọ. Nhưng Thu ơi em đi coi bói, chắc gặp ông già ngồi dưới gốc me rồi. Bộ anh không tin tướng số như gì? Trời đất ơi, tin sao nổi mà tin. Thu ơi em còn là gì, quét nhà ra rác coi bói ra ma. Anh Dũng, như vậy là hết rồi phải không anh? Thu à, anh trời ơi em kỳ ghê vậy đó. Có gì đâu mà hết chứ không hết. Dù sao đi chăng nữa thì anh với em cũng là... Thôi đi, anh đừng có nói nữa. Sao không nói? Em phải để cho anh nói chứ. Tại vì anh với em... Trời ơi, khổ ghê vậy đó. Dù cho anh có nói thêm bao nhiêu lời đi nữa, cũng chỉ là những lời nói quanh co với một người con gái đã yêu anh qua những tháng năm. Dạ. Mẹ của đôi bên đã đồng ý nhau rồi, không có bao lâu nữa sẽ tới ngày làm lễ hỏi. Vậy mà anh cứ làm như là một kẻ vô tâm. Anh làm như anh là thằng củi ở cung trăng,
trên chín tầng mây trắng mới vừa rơi xuống đất. Rồi anh nói những câu nói phũ phàng cay độc mà từ trước đến nay em chưa từng nghe được bao giờ. Thu ơi, em đừng có khóc nữa. Em nghe anh nói nè, việc lôi thôi này là tại má em với má anh đó. Chưa chi mà hai bả đã. Trời ơi, khổ ghê. Bây giờ anh cũng không biết làm sao bây giờ nữa. Anh chỉ muốn nói với em là anh sao? Thôi đi, em biết rồi. Đâu phải đợi đến hôm nay em mới biết tâm tăng anh thay đổi, mà mấy tháng nay em đã nghi ngờ. Em đã dò hỏi người giúp việc thân tín của anh, nghe người ấy nói em mới biết hết những điều anh thay đổi. Trước kia khi ở bệnh viện, anh chỉ vào phòng riêng tối ngày đọc sách, bạn hữu đến rủ rê cách nào anh cũng không đi. Gần đây anh cứ lang thang ngoài đường phố cả ngày, rồi nào đi Thủ Đức anh em, đi Long Hải, Vũng Tàu, Đổi Gió. Mỗi lần gặp em anh già đò không thấy, người về đâu mà quá đỗi vô tình. Thiệt, em nói sao mà không suy nghĩ. Đường phố Sài Gòn ở xe cộ người qua lại đông đảo, đi đường không gặp nhau là chuyện bình thường thôi. Mà anh có gặp em lần nào ngoài phố đâu mà em nói là anh làm lơ với em chứ. Thôi đi, được rồi, chào anh em về. Ê, khoan đã, nghe anh nói nè. Em không muốn nghe gì hết. Anh... Thôi đi. Trời ơi, khổ ghê. Dũng à. Dạ. Má nghe tiếng ai như tiếng con Thu vậy? À, dạ, thì Thu đó má. Ủa, nó về rồi à? Dạ, cô mới vừa về má. Có việc gì mà hình như con với nó to tiếng với nhau vậy? Dạ thưa má, thì cái chuyện bỏ lễ trầu cao con có biết gì đâu. À, thì tao đã bàn qua với má của nó rồi. Mày 25 tuổi, con Thu thì 23, tuổi không có xung. Nhưng từ nào tới giờ con coi Thu như bạn chớ đâu có mến thương gì. Đã vậy con với lại cổ kẻ lùn người cao, tâm tánh thì lại khác nhau. Nè Dũng con à, con nên suy nghĩ lại. Gia đình này đây chỉ có một mình con. Con đã lớn rồi phải có đôi bạn với người ta. Tao coi chỗ này cũng xứng đáng xuôi gia. Mày lo kén chọn có ngày ế vợ. Ờ kìa kìa đó ông nè, ông lại đây. Tôi đã đi lo nói vợ cho nó mà nó nói rằng nó không có chịu đó. Thôi bà ơi, tôi biết hết rồi bà ơi. Bà vẽ làm chi rồi ngồi đó kêu trời. Ê trời đất ơi, tôi lo vợ cho con mà ông nói tôi bà vẽ à? Ờ, thì bà vẽ hụi hàng, bà vẽ đi hành hương, rồi mới tới chuyện cưới xin. Dạ thưa ba, đến giờ rồi, xin phép ba má con đi. Đó đó, ông thấy không, mới nói mấy câu cái nó bỏ nó đi à. Thì không biết làm sao nó trở chứng như vậy. Là bởi thằng Dũng đâu có thích con Thu. Ông nói sao chứ, chứ tôi thấy hai đứa nó thân mật lắm mà. Ờ, bộ thân mật rồi lấy nhau à? Hồi đó tôi thân mật cả chục người sao tôi không lấy. Nè còn bà nè, tôi có thân mật đâu sao tôi lấy được. Thôi ông đi, tôi đang rối đây mà ông đùa cợt quá. Chà, tôi coi bộ lúc này ông về phe với thằng Dũng đó. Không phải về phe đâu bà, mà là bọn đàn ông, tôi thông cảm. Thông cảm? Thông cảm làm sao? Thông cảm là gì? Tôi cũng có một thời trai trẻ như nó. Được có cái là gặp bất cứ trường hợp khó xử nào, tôi cũng biết cân nhắc đắn đo. Còn con của mình, trí óc còn non lắm bà, đường đời nó chưa có kinh nghiệm. Bà là cha mẹ, phải hướng dẫn cho con đi đúng nơi, đúng hướng. Bà phải cản ngăn nó khi nó sắp sai chân lỡ bước. Đằng này bà dễ dãi với con tay quá, bây giờ có hư thì cũng tại nơi bà. Cái việc nó tự tôi nghĩ chẳng là gì. Con Thu
đâu nó cũng dễ coi đẹp đứa. Nhưng mà tánh tình tôi cũng không ưa đâu bà. Sao không ưa? Chị Tám á, chị dư tiền nên để cho con chị mặc sức chân diện xe xua, tối ngày đánh quần đánh áo cặp bè cặp bàn. Bà đừng nên nể nang chỗ đồng hương quen biết, sợ con trai mình nó không hạnh phúc đâu bà. Thì hôm nọ tôi có bàn sơ với ông rồi, tôi có dám tự ý hứa hẹn gì với họ đâu. Ờ thì mới bàn sơ chứ tôi đã có quyết định gì đâu. Nó bảo thấy sao? Ông à, thì đành rằng cũng tại tôi vui miệng nên có tính sơ với chị Tám. Nhưng ông cũng nên hiểu giùm đừng trách phiền tôi. Ông biết không, năm nay thằng Dũng nó đã 25 tuổi, Tết này nữa là 26 rồi. Tôi với ông đầu đuôi chỉ có một đứa con trai, một bác sĩ trẻ bạn bè đều thương mến. Ông biết đó, tôi đã từng làm y tá, gần như suốt ngày sống trong bệnh viện, nên gia đình đâu có rảnh để trông nom. Nếu thằng Dũng không có con vợ đảm đang hiền đức thì đời của con sẽ bà cước vô cùng. Đó, bà thấy không, tôi với bà có bổn phận nhắc nhở nó vậy thôi. Còn việc vợ con của nó, thôi để tùy nó chọn đi bà. Thì cũng được, nhưng mà bây giờ ông bảo tôi nói sao với chị Tám để chị không phiền không trách vợ chồng ta. Ôi ba, cái chuyện nó dễ ợt kìa, có khó gì mà bà phải lo không biết nữa. Nhưng mà nói cách nào thì ông chỉ cho tôi nói. Bà nói là bà đi coi tuổi nó kỹ. Nhưng mà tôi lỡ nói rồi, tụi nó không có kỵ. Thì tụi nó không kỵ thì tuổi của bà kỵ. Trời đất ơi, tuổi tôi kỵ thì ăn thua gì hai đứa nhỏ. Trời sao ăn thua bà? Bà cứ nói với chị là năm nay hai bà làm xui, hai bà chết bất đắc kỳ tử. Nói gì thôi đi. Thôi ông ơi, nói bậy nó bạ hoài. Bà biết không, chị đó chỉ giàu lắm, chỉ sợ chết lắm. Bà cứ nói gì với tôi đi. Thôi được rồi, ông để đó đi, để cho tôi tính. Giờ mày có gặp thằng Dũng không? Có. Ý, nó đồng ý rồi hả Thu? Đồng ý gì? Anh nói chuyện rất quất à. Ủa, sao lạ vậy? Sao mà rất quất? Đâu mà nói tao nghe coi. Anh nói anh chưa muốn lấy vợ. Trời đất, cái thằng này có bộ nó cà chớn quá à. Vậy sao nó tính là tháng sau làm lễ nói? Anh nói má tính chứ anh không có biết gì hết á. Quái gở không? Mà giàu cho là má nó có tính thì nó cũng phải biết chứ. Má nó cũng bàn với ba nó, với nó, chứ nó nói nó không biết làm sao. Rồi mày nói sao với nó chứ? Thì con bỏ về, không thèm nói chuyện với ảnh nữa chứ sao. Được rồi, để tao gặp má nó rồi tao hỏi. Thôi đi má, đừng có hỏi. Sao mày không cho tao hỏi chứ? Chắc ảnh giận con. Mày làm gì mà nó giận mày? Tại... Tại gì? Nói mau nghe coi. Tại anh Dũng anh thấy anh Tài ôm con. Trời ơi, sao mày để cho thằng Tài nó ôm mày? Thì ảnh ôm là ảnh ôm với bộ con suối ảnh sao? Nó ôm sao mày không chịu xô nó ra chứ? Ảnh ôm cứ ngắt sao con xô? Má giỏi má xô đi. Hà bá giật mày, cái đồ con gái hư. Ảnh ôm con chứ bộ con ôm ảnh sao má chửi con? Nín, không có nói nữa mày. Đã trèo một hồi đó hả, cái cây này nó lên đầu mày bây giờ nè. Tao đi, ở nhà coi nhà nghe chưa. Con gái gì mà tối ngày chỉ xách xe chạy nhông nhông ngoài đường à. Kiếm ông bà ông giải mẹ ngoại á. Chửi hoài. Chị hai. Chị Tám. Trời ơi, may quá. Tôi tính qua chị đây nè. Chị đi đâu vậy? Đi thâu tiền hụi. Chị nghĩ coi, hụi khui hồi một tay mà bữa nay là 9-10 tay rồi, không ai chịu đóng phần chết hết á. Mấy cái con mẹ này chắc là mới đợi tôi tới tôi cào nhà nữa mà. Mà chị hai à, cái vụ mà chị bàn với tôi hôm nọ đó, giờ sao? Tôi coi bộ hai đứa nhỏ nó xích mích với nhau quá chị ơi. Ôi, chuyện con nít mà hơi nào chị để ý cho nó mệt. Nhưng mà chị Tám à,
có lẽ tôi phải tính lại á. Sao? Vậy là chị muốn xù luôn phải không? Chị Tám mà, chị đừng có nói vậy. Tôi đang rầu muốn chết đây nè chị à. Con cái đời bây giờ nó làm nhiều việc cho cha mẹ nó buồn rầu mà nó đâu có biết. Ồ thôi đi, chuyện nhà của chị tính sao đây chị tính. Tôi không có cần biết. Nhưng mà tôi cho chị hay nha, con gái của tôi đâu có phải là ế chồng, đâu phải lỡ thời. Thiếu gì cái chỗ sang trọng giàu gấp 10 lần chị. Họ cho người tới đầy mai mối, tôi đâu có bằng lòng. Bởi tôi giữ đúng lời hứa hôm nào, đợi ngày chị qua bỏ lễ trầu cao, chị có nhớ không chị? Chị Tám mà, để tôi tính lại, chị đừng nóng giận. Làm mẹ làm cha bổn phận tôi phải lo. Thôi đi, tôi có chuyện gấp lắm, tôi không rảnh đây nói chuyện với chị đâu. Xin lỗi chị à. Chào bác, hôm nay bác có khỏe không bác? Dạ cảm ơn cậu, cặp mắt còn hơi nhức. À bác à, sau khi dùng cơm xong đó, dạ, bác uống 2 viên thuốc này. Dạ. Cháu để trên bàn đó. Dạ. Ủa, mà con gái của bác đâu? Dạ lát nữa nó xuống. Ok, con gái bác tới rồi đó. Mai đó hả con? Dạ. Ba ơi, cặp mắt ba bữa nay có đỡ không ba? Còn hơi nhức, nhưng mà ba thấy được mờ mờ rồi. Bác sĩ nói hy vọng cứu được một bên với thị lực 40-50%, còn bên trái thì chịu rồi con ạ. Như vậy cũng là phước đức cho nhà mình lắm rồi đó. À, ba ạ, à, con mừng lắm ba ơi. Con có đem xuống cho ba cam với hột gà nè. Vậy để à? Con làm cho ba uống nha. Thôi con hãy để vô tủ đi. Chiều nay á, thằng Tí nó trở xuống rồi ba sẽ biểu nó làm cho ba uống, nghe không? Mai. Dạ. Má con ở nhà hả Mai? Má đi bán thai cho con cản hoài à, mà má không có chịu. Má nói là má sang buôn bán kiếm tiền mà mua thuốc cho ba, để khi về nhà bồi bổ cho ba. Nay con xuống thăm được tin mừng, ba mới cho hay con vui biết bao nhiêu. Ba mong sao đạt thành ước nguyện, tìm lại cho ba chút ánh sáng của mình, cho má con đỡ nhập nhằn. Mấy chục năm trời vất vả gian lao, mà con cực khổ biết là bao. Còn phần ba chỉ mượn cung đàn để quên đi nỗi ưu phiền. Con cũng nhờ má con chỉ dạy, nay đã rành việc bán. Ba ơi, để con về con nói với má, cho má mừng nha ba. Khoan, Mai nè. Dạ. Bác sĩ có cho to thuốc, con hãy ra nhà thuốc Tây á, kiếm mua giùm ba nha. Dạ, ba nằm nghỉ nha ba, con đi ạ. Đi con. Chào bác, hôm nay bác thấy trong người có khỏe không? Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đã cực nhọc với tôi nhiều quá. Không có chi, hôm nay tôi mở băng cho bác. Khoảng chừng 15 phút nữa cô y tá sẽ đưa bác xuống phòng thuốc. Thứ bảy bác xuất viện được rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, có bác sĩ trưởng khoa muốn gặp bác sĩ. Vậy à, tôi sẽ đến ngay. Thưa bác cứ nằm ở đây, tôi đi nha. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Kìa, Mai à. Ủa, em đi đâu trong này vậy? Em đi thăm người bà con. Bà con à? Thôi, em về. Ê, Mai, mới vừa gặp là em đã về rồi à?
Em biết không, chủ nhật vừa rồi á, anh có lên trên tìm em mà em nào đâu không thấy, ngồi từ trưa cho đến tối. Anh hỏi những người buôn bán chung quanh, họ nói là 4 năm bữa nay rồi không thấy em ra chợ bán hàng. Họ chẳng biết là tại sao nữa. Mấy bữa trước em mất ra ngoài ruộng, từ sáng tới chiều lo cấy dần công. Nhưng mà anh có lên kiếm em thường. Cô bán xăm xì không lên. Xăm xì gì em à? Nhìn như có ai liên đứng nhìn mình. Thôi em về nha anh. Khoan, Mai à, Mai. Mày thấy con Mai nó vô đây thiệt hả nở? Sao không thiệt, tao thấy nó có một lần, nhưng gặp lại là tao nhớ liền à. Ê nở, tao với mày đón đường nó. Ok. Mày biết gần đây có tiệm nào bán ách xích không? Mày mày, ở tù đó. Hay là bây giờ tao rạch mặt nó cho có thẹo chơi. Không được, cũng ở tù luôn đó. Vậy làm sao bây giờ? À, được rồi, tao lột. Chơi liền. Ê, hình như nó tới cơ mày ơi. Ê, con kia, đứng lại. Mấy chị gọi ai? Gọi mày chứ gọi ai. Trời đất ơi, mày là con Mai phải không? Phải, tôi là Mai. Mấy chị muốn hỏi chuyện gì? Nở, mày nói đi Nở. Chuyện của mày, sao mày biểu tao nói? Tao biết gì mà nói. Trời ơi, ngu quá. Rồi, để tao. Ê, hồi nãy anh Dũng nói chuyện gì vậy mày? Chuyện riêng của tôi, chị hỏi chi vậy? Hỏi mày để đánh mày chứ chị. Hả? Tôi làm gì mà chị lại đòi đánh tôi? Mày làm gì hả? Mày làm gì chắc mày biết quá rồi. Có phải mầy là con nhỏ bán sầu riêng, tình nhân của Dũng lâu nay chứ gì? Tôi buôn bán không có quen ai hết, chỉ có nhìn lầm cô nào đó hay không. Cái bản mặt của mày mà tao đâu có quên. Bây giờ không có nói nữa. Tụi tao đánh mày. Hả? Đánh mày chị là gì mà đánh tôi? Con cha. Con cha. Ê, buông ra coi. Mấy người làm gì đấy người ta vậy? Thôi, buông ra. Anh Bình đó phải không? Dạ ra. Không có dạng anh Bình đó hả? Nhà cho tôi hỏi thăm. Dạ thưa bác, bác muốn hỏi thăm ai? Có phải nhà này là nhà cô Mai không cháu? Thưa bác, phải. Cháu đây là? Dạ, cháu là Mai. Cô Mai bán sầu riêng. Dạ. Bà má cháu có nhà không? Dạ thưa, má cháu đi lên xóm trên có chút việc. Còn ba cháu đang ở đằng sau giường, để cháu đi gọi ba cháu ngay. Khoan cô à. Tôi xin phép được nói chuyện với cô giây lát. Cô Mai à, tôi đây là má của thằng Dũng. Dạ. Xin phép cho tôi được ngồi. Dạ, con mời bác dùng trà. Cảm ơn cô. Cô Mai à, tôi đến đây để hỏi thăm cô một đôi điều. Cô với thằng Dũng quen biết từ bao giờ? Trường hợp nào mà hai người thân mật? Trong những ngày cháu đi bán sầu riêng, anh Dũng thường hay đến mua cùng chúng bạn. Và đó là những khách quen thường ngày gặp mặt. Hết mùa sầu riêng thì ai nấy chia tay. Tôi biết, dù chia tay vẫn thư từ qua lại, chứng tỏ cả hai quá nhiều thân mật. Từ tình bạn của kẻ mua người bán, rồi lần hồi đưa tới tình yêu. Thằng Dũng của tôi đã kiếm vợ cho nó rồi, không biết lý do nào từ mấy tháng nay. Nó nói với tôi là nó chưa muốn lập gia đình. Nó làm cho tôi phải tất hứa với người ta. Dạ thưa bác, anh Dũng đã đi nói vợ à? Phải,
tôi tưởng cũng nên nói thật cho cô biết rằng tôi chỉ có thằng Dũng là đứa con duy nhất, lại là một bác sĩ, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi nó. Tôi không muốn nó lấy vợ nông thôn, quê mùa ruộng đẩy. Cô hãy xa nó đi, tôi sẽ cấm con trai tôi không cho nó lui tới vùng này nữa. Dạ thưa ba, anh Dũng có nói gì cháu không? Nó đâu có dám nói gì. Quyền là quyền của tôi mà. Tôi muốn cưới con ai nó phải vâng lời. Nó là con, làm sao dám cãi lời cha mẹ. Còn cô, bây giờ thì cô tính làm sao? Dạ thưa bác, cháu xin vâng lời của bác. Được, vậy là tôi cảm ơn cô lắm. Cô à, ở trên này thiếu gì mấy cậu trai cùng trang lứa với cô. Chứ trai ở thành phố nó lùi thôi lắm cô ơi. Thưa bác, cháu xin nhờ bác về nói với anh Dũng rằng cháu cũng không muốn bỏ xóm bỏ quê để về miền đô thị, mà chỉ muốn suốt đời được sống nơi ruộng rẫy túp nhà tranh là mái ấm gia đình. Thân gái nhà quê cháu biết bổn phận mình, cháu không có cái cao vọng làm vợ ông bác sĩ, mà chỉ muốn sống một cuộc sống tầm thường của cô gái bán sầu riêng. Cuộc sống nghèo nàn bình dị ở nông thôn có lẽ ít phiền toái hơn ở ngoài đô thị. Mới bước vào yêu đã gặp nhiều ngang trái, nếu vướng bận vào nhau sẽ khổ biết bao lần. Thôi cô à, cô đừng có khóc nữa, làm tôi ái ngại quá. Kìa, ba cháu vô tới. Ba ơi, có khách đến hỏi thăm ba. Mai, con hãy vào trong đi con. Dạ xin chào. Kìa, ai sẽ giống mình là... Dạ thưa. Nghe giọng nói quen quen, có phải em là Oanh nè? Hả? Oanh đó à? Vâng. Còn anh, có phải là anh Trọng không? Vâng, Trọng đây. Trời ơi, anh Trọng. Oanh. Anh Trọng, em không ngờ được gặp lại anh. Anh cũng vậy. Anh Trọng, đôi mắt của anh bây giờ anh thấy mờ mờ rồi em ạ. Sao con biết nhà tôi? Thì em hỏi thăm, gặp anh em mừng quá. Mai đâu rồi? Mai, con chạy xuống nhà dì Út á, nói với má cho má con hay, nói là có bạn của ba ở chung ngày trước đến thăm. Dạ. Anh Trọng, mới đó mà đã 20 năm rồi. Mau quá. Sao, sự sống của anh ra sao? Có dễ chịu không? Từ ngày chia tay Oanh tới nay, tôi về sống với một cô gái cùng thôn. Cô gái mà chúng tôi đã hứa hẹn cuộc trăm năm. Nhưng ngày tôi trở về, những ngày tôi trở về quê, thì đôi mắt của tôi đã không còn ánh sáng. Nàng vẫn đối với tôi một lòng chung thủy. Trong danh nghĩa vợ chồng, năm tháng sống bên nhau. Được người vợ như chị, thật anh có phước nhiều đó.
đôi vợ chồng quê. Bám víu lấy nhau trong một cuộc sống cơ hàng, một gánh sầu riêng nuôi chồng sớm tối. Còn tôi mượn tiếng đàn năm tháng sinh nhai. Nhớ ngày chia tay khi bánh xe lăn còn nghe tiếng quanh thổn thức nghẹn ngào. Từ ấy đến nay trong tháng ngày cô quạnh, mỗi bận đông về nghe gió lành ngoài sông. Nhớ bạn năm xưa ngoan hiền thùy mi, đã cùng với tôi chia sớt ngõ bùi. Và cực khổ với tôi trên giường bình bao bây giờ mình đã trọng tuổi hết rồi phải không Quanh? Nhưng xin phép Quanh cho tôi được gọi tên Quanh để nhớ lại những kỷ niệm khó quên trong những ngày xa xứ. Thì lúc nào Quanh cũng là em gái của anh Trọng mà. Nhưng Quanh tìm được nhà tôi á, ở nơi sơn cùng thủy tận này là giỏi đó. Chắc có việc chi quan trọng phải không Quanh? Anh Trọng, em tìm đến đây là để tìm nhà cha mẹ cô con gái mà con trai tôi để lòng thương thương. Có ngờ đâu gặp lại người bạn cũ đã từng sánh vai nhau bên góc vườn cuối sân. Từ ấy đến nay đã hai mươi mấy năm dài. Sau khi anh với em chia tay nơi bệnh viện, mỗi đứa một đường không có dịp gần nhau. Thế rồi năm tháng qua mau, em có đứa con trai, anh thì có cô con. Chúng nó quen nhau em mới vừa hay biết nên mới bỏ công lặn lội đến nơi này. À, thì ra là cái thơ tôi bắt gặp trong quyển sách của con gái tôi hôm nọ là thơ con trai của Quanh gửi cho con gái tôi chứ gì. Dạ, thú thật với anh, hồi tôi mới gặp cháu Mai tôi cũng có hơi phiền. À, nhưng mà sau khi biết được cháu Mai là con gái của anh, tôi mừng hết sức vậy đó. Nếu như mà anh chị chấp thuận á, thì tôi với anh sẽ đứng ra tác hiệp cho con được nên vợ nên chồng. À, vậy ra Quanh lặn lội tìm đến gặp tôi là để bàn chuyện của mấy đứa con mình chứ gì. Dạ. Còn gì quý quá hơn, còn gì quý quá cho bằng. Mình ơi, mình nhắn em về có chuyện gì không mình? Dạ, chào chị. Mình. Chào chị. Mình ơi. Dạ. Đây là cô Quanh, bạn học của anh ngày trước. Tội nghiệp, nhà của mình ở tận trong này mà cô cũng tìm gặp nữa. Thưa chị, chắc chị ở thành phố lên. Dạ, tôi ở thành phố. Cũng nhờ cái chuyện của hai đứa nhỏ mà tôi được gặp lại người bạn cũ là anh Trọng đây nè.
chuyện hai đứa nhỏ là... Dạ thưa chị, là thằng Dũng tôi với con Mai của anh chị đó. Tại vì á, thằng Dũng nhà tôi có quen thân với một cô gái nọ, nhưng mà tánh tình của tụi nó không có hợp. Sau này nghe nó phải lòng cô gái bán sầu riêng. Tôi với nhà tôi cũng la rầy cấm đoán con Mai. Khi biết qua câu chuyện của cả hai, cha mẹ chưa bằng lòng sao tự ý yêu thương. Cái thân con gái tôi ngày lo mùa gánh ban bừng, cha mẹ không thì giờ dạy dỗ trong nôm, thật khó bảo toàn hạnh phúc của con. Trời ơi, anh chị nói vậy chứ em vừa mới gặp được cháu Mai nha, thì thật đúng như lời con của em nói không sai. Cháu nó hiền và thật rất dễ thương. Dạ, để chút nữa nhà tôi lên đây sẽ thưa với anh chị rõ hơn. Kìa, hình như nhà em tới kìa. Tôi nhớ hồi đó tôi có vô vùng này một lần, nhưng bây giờ lạ hết. Bà ơi, bà, có bà trong đó không? Tôi đây nè. Ông vô đi mau, ông vô mau đi. Tôi giới thiệu với ông nè, đây là anh bạn cũ của tôi đó. Có phải anh Trọng đấy không? Ai đó vậy? Mắt của tôi mới mổ, chỉ có thấy mờ mờ hả? Nghe giọng nói sao quen quen. Mà phải anh Trọng không? Phải. Trời, anh Trọng, tôi là Hoàng đây. Hoàng nào? Trời ơi, nhớ rồi, tôi nhớ rồi. Trời ơi, nói gì anh Hoàng bây giờ là chồng em đó. Chồng em, chồng của Quánh à? Dạ. Trời ơi, sao hôm nay lại có chuyện vui như thế này? Liên ơi, Liên. Dạ. Ra mau, vui dạ. Lắm. Chào ông. Dạ, chào chị ạ. Tôi nhớ hình như tôi là Hoàng đấy. Trời, anh Hoàng. Phải, Hoàng, bạn của anh chị ngày trước đây. Và đây xin giới thiệu với anh chị, Quanh là bà xã của tôi, giới thiệu cho anh chị được biết luôn đó. Trời ơi, bộ ông quen với chị Liên và anh Trọng à? Chứ sao bà? Còn em với anh Trọng là bạn thân. Vậy hả? Thì ra đúng là quả đất tròn. Bạn bè xa cách quá lâu mà bây giờ cũng gặp lại. Vui ghê. Nè, mà hay nhất là cái chuyện thằng Dũng tôi vừa trình qua anh chị vừa rồi. Bây giờ ông có mặt nơi đây, ông hãy đứng ra thưa với anh chị vài lời. Dạ thưa anh chị, chúng mình là bạn, dù xa nhau mấy chục năm trời, thế mà hôm nay lại hội ngộ bất ngờ. Thật rõ ràng là có căn kiếp với nhau. Tôi với nhà tôi sống nơi thành thị, trong mấy khi lên đến miệt vườn, chỉ có thằng con trai hai vũ đám bạn bè, mỗi chủ nhật nào cũng lên kiếm sầu riêng. Thì đó, và cùng vì đó mà con chúng em mới quen cháu ở nhà. Chúng nó thư từ đã gần một năm qua, bọn trẻ ngày nay chắc anh chị cũng chẳng lạ gì. Hôm nay lên đây muốn tìm cháu cho biết mặt, không ngờ gặp lại anh em rất đổi vui mừng. Lời em nói ra chắc anh chị cũng vui lòng, cho tình cảm hai nhà càng căng kết hơn lên. Anh chị đến đây thật có hơi đột ngột, còn chuyện con gái của tôi cũng làm tôi lo ngại. Còn phần tôi thì mừng ngày gặp gỡ, lòng vui rộn ràng không biết nói gì hơn. Anh là bạn với Quanh đã mấy chục năm rồi, còn tôi lại là bạn anh với chị Liên. Từ chỗ quen nhau với tình nghĩa bạn bè, bây giờ mình tính cách nào nè cho thân mật nhiều hơn? Y như ai đứng lấp ló ngoài bờ sông vậy? Chắc là thằng Dũng của tôi tới đó. Dạ, để cháu ra ngoài coi. Mai, ba má anh tới chưa vậy Mai?
Ba má anh đang nói chuyện với ba má em trong nhà đó. Bữa nay ba má anh đi nói em cho anh đó. Em có vui lòng chưa? Hả? Em sợ lắm. Em sợ gì? Em sợ bị người ta đánh. Em sợ bị người ta đánh à? Mai ơi, rồi một ngày gần đây anh với em sống bên nhau có lễ tân hôn và cô bác đôi bên họ hàng chứng kiến. Chắc chắn không ai còn rẻ chia ngăn cản và chẳng có ai dám nhạo báng chê cười. Chúng ta sẽ sống bên nhau đến mạng trọn đời. Anh nói thật với em, anh có rất nhiều bạn gái, nhưng chỉ đôi với nhau bằng tình thân hữu mà thôi. Từ khi gặp em đường đã đỏ vào không, anh nhớ mãi bóng hình cô gái nhỏ, nhớ mái tóc quyền tung bay trước gió, nhớ gánh sầu điên triều nặng vai gầy. Hôm nay ba má của anh đã lên đến nơi này, có lẽ em đã hết nghi ngờ anh nữa. Nếu cha mẹ đôi bên vui lòng tác hiệp thì hai đứa mình chỉ đợi lễ thành hôn. Anh Dũng, bây giờ em đã hết nghi ngờ anh chưa? Hả? Hết rồi. Thôi vào nhà đi anh, để ở trong nhà trông đó. Ừ, đi em. Đó, thằng Dũng nó tới kìa ông ơi. À, ba má. Dạ, ai ba? Đó? Phải, có phải bác sĩ đó không? Dạ phải, cháu là Dũng đây. Ủa, gì vậy Dũng? Dạ thưa má, tháng trước bác đi vào bệnh viện, chính tay con điều trị cho bác đó. Ồ, lạ thiệt nha, vòng vòng rồi cũng gặp hết trơn à. Ờ, Dũng, Dũng, lại đây, bước lại gần đây, người ta thừa dân chị, lại đây. Khoan, mời cháu Mai ra đã chứ. Mai ơi, ra đây con. Ông bà đây là ba má của Dũng, mà cũng là bạn thân với ba má ngày trước đó con à. Dạ, cháu kính chào hai bác. Thưa anh chị, để mừng ngày tái ngộ của anh em chúng ta, sau mấy mươi năm xa cách, nay trời xuôi đất khiến, gặp gỡ bất ngờ thật quá đỗi mừng vui. Vậy chuyện ai con của chúng mình, vợ chồng tôi mong anh chỉ nhận lời để cho tròn cuộc vui. Được anh chị thương thật vô cùng hân hạnh, chỉ hiềm vì cháu là gái nhà quê. Việc xã giao ăn nói vụng về, không đáng vào nhà chị đâu. Em kiếm dâu hiếu thảo ngoan hiền, vợ không cần học cao. Lại nữa em muốn đời đời ghi nhớ kỷ niệm những ngày gian khổ. Chúng ta đã từng rời bỏ làng quê, cùng học chung một trường. Từng bát cơm, từng ấm nước chung trà, hoạn nạn cùng có nhau. Vợ chồng tôi lấy làm hân hạnh, với tâm lòng anh chị đã mến thương. Vậy ông tính sao về cái duyên nợ của con chúng mình? Tôi nhường quyền cho ông. Thì đồng ý chứ sao. Nhưng trước mắt mọi người hãy chờ, phải chờ tiếng trả lời của Mai. Thôi đi anh ơi, có lẽ anh khỏi hỏi, nãy giờ em đã thấy rõ. Cháu Mai nấp ở cửa buồn tư đứng cười duyên, em biết là cháu Mai đã bằng lòng. À, thôi được rồi, được rồi, tôi có mang chai rượu lên đây. À, chị Liên, chị cho mượn và cái ly đi chị. Được rồi. Để kỷ niệm mối tình bè bạn, rồi bây giờ lái thằng nghĩa thông gia. Vui biết bao một cuộc tương phùng, tình bạn và duyên thông. Giữa nơi đây có chút rượu mừng,
vậy xin mời nâng ly. Xin mời, xin mời, xin mời. Tình bạn xưa khắc ghi những kỷ niệm luôn ghi nhớ trong lòng. Rồi thời gian qua mau, ai hay đâu mình còn gặp lại nhau. Mừng hai trẻ nên đôi, kết tình bên nhau gắn bó lâu dài. Trọn đời luôn bên nhau, thương nhắc ân tình như hương vị trái sầu riêng.